Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án hai căn nhà mới nhất thuộc Đông La, Hoài Đức. Với hai căn nhà này, diện tích một căn 49,6m, diện tích một căn Ngọc Anh đang đứng ở đây là 50,4m. Với hướng nhà cả hai căn là hướng Tây Nam, nằm ở trên mặt ngõ thông, ô tô nhỏ có thể đi qua. Thiết kế của ngôi nhà sân cổng riêng vô cùng hợp lý, diện tích rộng, thiết kế ra sao. Với hai cái căn nhà này ấy, thì vị trí đi lại gần với trường đại học Phenica này, gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, thuộc địa phận Hoài Đức nhưng mà lại giáp với lại Hà Đông, phù hợp cho bác nào đi làm ở Hoài Đức, đi làm ở Hà Đông theo trục đường Lê Văn Lương kéo dài theo trục đường Lê Trọng Tấn cũng được. Và mời quý vị vào khám phá cụ thể ngôi nhà này với Ngọc Ánh, chia sẻ cho quý vị luôn. Hai căn nhà này xây dựng vừa mới hoàn thiện xong thì thiết kế của nó hai căn cạnh nhau nhưng xây độc lập từng căn một mọi người nhé. Xây độc lập từng căn. Bác nào mà đang hợp với hướng Tây Nam thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này, mà đặc biệt lại thích với lại diện tích rộng, sân cổng riêng, có phần để xe riêng như thế này nữa chứ. Đây là phần thiết kế cụ thể của ngôi nhà. Với phần cổng mọi người ạ, cổng vào thì đây, chủ nhà thiết kế ở đây là sắt sơn tĩnh điện. Đây là phần để xe riêng, được lát một màu gạch riêng cho quý vị. Đây, chỗ này có thể để được 1, 2, 3 và 4 chiếc xe máy mọi người nhé. Đó, đường to, ngõ rộng, ô tô nhỏ có thể đi qua. Và thiết kế của ngôi nhà cụ thể như thế nào thì mời mọi người vào khám phá cùng với lại Ngọc Ánh. Thiết kế ở đây, tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ngôi nhà này thì hoàn thiện xong hết rồi. Theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ngõ thông nằm trên trục ngõ của nhà nước. Phần cửa chính thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đồng thời vào trong cái không gian phòng thì tương đối là rộng, diện tích rộng cho nên thiết kế rất là thoáng. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Bên cạnh là có cửa sổ mở ra, rất là thoáng, có khe thoáng mọi người nhé. Đó, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Giá bán cũng rất là hợp lý, Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Hai ngôi nhà, hai cuốn sổ đỏ khác nhau, có thể sang tên được ngay, diện tích rộng. Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại với quý vị, những căn nhà diện tích rộng ở trên kênh của Nhà Tốt không quá nhiều. Bởi vì sao ạ? Thường thường ấy thì là cái chi phí xây dựng và cái chi phí nhập đất đầu vào nó tương đối là cao, cho nên những cái căn diện tích rộng như thế này thì tương đối là hiếm. Đa phần ý, ở kênh nhà mà quý khách hàng thường xuyên theo dõi Nhà Tốt thì biết rằng là đa phần diện tích chỉ có 30 này, 32, 35, nói chung là đủ cái để làm sổ đỏ. Có thể chủ đầu tư thiết kế làm sao cho nó hài hòa, hợp lý và ra một cái mức giá thành làm sao để đưa tới tay khách hàng tốt nhất. Và đây là cái căn diện tích rộng mà Ngọc Ánh muốn quay và gửi tới cho quý vị, với những quý khách hàng nào thích diện tích rộng. Mặt tiền của ngôi nhà thì có một căn là 3m2, còn cái căn này Ngọc Ánh quay thì là 3m45 quý vị nhé. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Vị trí đi lại giao thông thuận tiện, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, gần với các trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, gần với ủy ban nhân dân, gần với trạm y tế, nói chung tiện ích đầy đủ, chợ dân sinh, mọi cái phù hợp cho quý vị. Và vị trí đi làm ở đâu thì Ngọc Ánh đã chia sẻ cho quý vị rồi. Còn trước khi mà mọi người muốn tìm hiểu cụ thể đến ngôi nhà thì cứ alo ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho quý vị tốt nhất, xem cái cung đường đi làm có phù hợp hay không, cái tầm tài chính của mọi người có ok hay không, mọi người có cần hỗ trợ vay vốn ngân hàng hay không thì cứ chia sẻ trước với lại Ngọc Ánh trước khi đi xem, tránh cái việc mọi người bảo đăng lên để câu like câu view thì em không có thời gian để đăng lên câu like câu view đâu thưa quý vị. Và đây, căn nhà này có một cái phần tiếp theo, ưu điểm đặc biệt của ngôi nhà thoáng trước, thoáng sau mà rất nhiều quý khách hàng trông chờ, mong đợi ở những cái ngôi nhà 30m mà không có. Bởi vì sao? 30m là xây hết đất, còn căn nhà này diện tích rộng, xây ở đằng sau là một cái ô khe thoáng này, kể cả đằng sau có xây dựng nhà lên trên như thế này thì ở đây chúng ta vẫn có một cái ô cực kỳ là thoáng, ánh sáng, không khí tự nhiên vào trong không gian đó, đầy đủ. Đây là phần không gian phòng bếp. Với cái phần không gian phòng bếp hoàn thiện, chỉnh chu, xong hết cho quý vị. Tủ bếp, hệ thống ở đây là phụ kiện bếp đều được lắp đặt đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết. Theo đúng như hiện trạng thì Ngọc Ánh đã chia sẻ với quý vị rồi. Nhà có sao thì quay review cho quý vị như vậy. Không nói sai, quý vị nào mà có thể quan tâm thực sự, có thể inbox thì em có thể gửi sổ đặt trước cho quý vị trước đi xem.
Đây là một phòng vệ sinh ở dưới tầng 1, sử dụng cho tầng 1 thôi. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ. Hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang, đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc, cổ bậc cầu thang, ốp đá đen, cổ trắng. Như vậy, Ngọc Anh đã review cho quý vị đường, hướng, vị trí, thiết kế toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà rồi. Vậy thì trên các tầng phía trên thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Wow, đây. Hành lang đi vào rất rộng, phòng ngủ thiết kế cũng thế. Rất rộng, cửa sổ thông thoáng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Hướng nhà Tây Nam, sàn gỗ ở phía dưới chân Ngọc Ánh thiết kế cho các phòng ngủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Tất cả các cửa thông phòng, cửa chính, cửa sổ cũng như cửa nhà vệ sinh thiết kế đều là cửa nhôm hệ mọi người nhé. Đây, căn nhà này thoáng bên cạnh. Mọi người ơi, đây, nhà có như thế nào thì em quay review cho quý vị là y như vậy. Đây, phòng ngủ phía bên ngoài hướng ra phần mặt ngõ, thông, thoáng. Ban công mở được hướng ra phía bên ngoài. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ở đây có hai căn. Và cũng có thể nhìn thấy luôn, nằm trong khu dân cư đông đúc, giáp với lại Hoài Đức, giáp với địa phận Hà Đông. Cụ thể thì với cái ngôi nhà này quý vị sẽ đi làm phù hợp với lại tuyến đường mà cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, nó sẽ phù hợp hơn. Còn đâu thì ngôi nhà này cũng tương đối là gần bến xe Nghĩa, nó cách với bến xe Nghĩa chỉ khoảng tầm 3 km thôi mọi người nhé. Đó. Và phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ, tương đối rộng, phù hợp với lại tiêu chí công năng sử dụng của hộ gia đình ở trên phía tầng 2. Đầy đủ bồn cầu, quạt hút mùi. Đây, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, lavabo. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Lên trên phía tầng 3, thiết kế như sau. Đây là hành lang đi vào, thiết kế một phòng vệ sinh cho quý vị, một phòng ngủ. Như vậy, lên trên phía tầng 3, thiết kế 3 phòng ngủ riêng. Đấy, thông, thoáng. Ngọc Ánh đã quay review cho quý vị cụ thể các tầng thiết kế ra sao, phòng vệ sinh ra sao, quý vị khách hàng đến xem là y như vậy. Tiếp theo, phần còn lại, sân phơi của ngôi nhà. Đồng thời chắc chắn là quý vị sẽ hỏi rằng thế nhà này 3 tầng, thiết kế 3 phòng ngủ lên trên phía tầng 3 thì không có phòng thờ. Đây là phòng thờ của ngôi nhà. Đây, nhỏ nhắn, hợp lý, công năng sử dụng hài hòa. Một ngôi nhà 50m, thiết kế 3 phòng ngủ, phòng khách riêng, phòng bếp riêng, để xe riêng, phòng thờ, sân phơi riêng. Đây, đây là phần sân phơi. Và xung quanh, dân cư đông đúc, đi lại thuận tiện. Cảm ơn quý khách hàng luôn theo dõi, cũng như ủng hộ kênh Nhà Tốt, ủng hộ Ngọc Ánh. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể để đi xem nhà thực tế, vui lòng liên hệ trực tiếp Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Nhà Tốt chỉ dùng duy nhất hai số điện thoại này thôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị luôn theo dõi Nhà Tốt nhé.